Tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thứ chúng con kính tri ân thần tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay chương trình đặc biệt tuần lễ khánh đản Vê Sắc Phật lịch 2566, pháp ngữ di sản của đức từ phụ, chúng con cung thỉnh hòa thượng Giác Đẳng Từ Bi mở đầu cho chương trình. Nam mô Bổn Thầy. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, đây là ngày cuối cùng của tuần lễ. Chúng ta đặc biệt có sinh hoạt để mừng đại lễ rằm tháng tư, tức là đánh dấu sự ra đời của vị Phật lịch sử bậc đạo sư của chúng ta. Những ngày vừa qua thì chúng ta có nhập đi qua một số những chi tiết khác nhau, những khía cạnh đề cập đến cuộc đời của Đức Phật. Và hôm nay thưa quý vị, trong ngày cuối cùng, chúng ta là những người có Phật sinh ra vào thế kỷ 21, đã hơn 2.500 năm qua sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Đó là một khoảng thời gian dài cho phép chúng ta, những người Phật tử Nam Châu, nhìn lại di sản mà Đức Thế Tôn đã để lại cho hậu thế, cho nhân loại. Tất nhiên hình ảnh của Đức Phật đã trở nên rất là quen thuộc trong cả hai nền văn hóa Đông cũng như Tây. Chúng ta thấy rằng đạo Phật ngày nay chẳng những có mặt mà đã nói lên cái ảnh hưởng sâu sắc qua những cái hình thái Phật giáo khác nhau giữa quốc gia này tới quốc gia khác, giữa tầng lớp này đến tầng lớp khác trong xã hội. Phật giáo Tây Tạng không giống Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Thiền không giống Phật giáo Nhật Bản. Và một câu hỏi mà tất cả chúng ta đặt ra là: với tất cả những gì được thấy, được biết và được chiêm nghiệm ở trong cuộc sống ngày hôm nay của những người Phật tử, thì chúng ta đang thừa hưởng những gì từ giáo pháp của Đức Phật vốn đã được Đức Thế Tôn truyền thuyết cách đây 2.500 năm, cũng như là sự tồn tại của hàng xuất gia và hàng cư sĩ. Thưa vị, trước khi cung thỉnh Hòa Thượng Tự Sư ban đạo từ cho chương trình hôm nay, xin thỉnh Đại Đức Thích Trì mở đầu với bản nhạc lễ, và sau đó chúng ta sẽ có đạo từ của ngày cuối cùng tuần lễ khánh đản Vê Sắc Phật lịch 2566. Thank you.
Lạy Phật Quán Thế Diệu Gia Đấng Đại Hữu Giải Thoát Từ Sanh, Đại Bi Đại Trí Trọn Lành, Trời Người Quy Ngưỡng Tứ Sanh Nương Nhờ. Lại đạo chân thường tình thức, pháp thân thân thanh đức hiền minh, lương phương phương cổ hương tình, ta tòa tạp báu duyên thiện huyền. Kính lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức kính thưa Đức Phật tử, hôm nay là ngày cuối cùng trong 7 ngày tuần lễ đặc biệt Thánh Đản Vê Sắc. Trong năm ngày qua, chúng tôi đã nói đến những khi cần liên quan đến cuộc đời của Đức Phật. Một vị Phật lịch sử để ra đời và xuất hiện ở đời để đem lại cái ánh sáng chân lý cho muôn loài. Đây không phải là một cái sự mặc khải của vô hình nào mà Đức Phật Ngài phải có, Ngài đã phải
từ bỏ. Cả cung vàng địa ngục, một sự khốn tường vĩ đại. Rồi khi đã trở thành một vị sa môn, Ngài cũng đã phải trải nghiệm qua những năm tháng khổ hạnh để tìm được cái con đường trung đạo, thực hành đưa đến sự giác ngộ. Rồi Ngài đi hoằng pháp vì lòng bi mẫn đối với chúng sanh. Tất cả những điều đó người Phật tử chúng ta cần phải ôm nhắc lại để chúng ta nhớ về bậc đầu sư. Chúng ta phải có niềm tin trí tuệ và không dừng lại ở niềm tin đó, mà chúng ta cần phải có sự cố gắng, nỗ lực để thực hành theo những gì mà Đức Phật Ngài đã để lại cho cuộc đời. Tự mình làm hải đảo cho chính mình, nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác. Lấy pháp làm hải đảo, nương tựa chánh pháp, không nương tựa cái gì khác. Hôm nay cái pháp thoại ngày cuối, chúng ta sẽ nói đến cái đề tài là di sản của Đức Từ Phụ. Bây giờ xin thỉnh thượng tọa, thỉnh và thượng nhất đẳng trở lại điều họp. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú kính thưa hòa thượng Từ Siêu. Tiếp theo xin tất cả chúng ta lắng đọc tâm tư để cử hành nghi thức chánh lễ kính cung kính chư tôn đức chư tăng chùa Viên Giác Vĩnh Long, bắt đầu cho phần nghi thức. Kính kính lễ sư phụ Thầy Siêu Hòa Thượng Nhất Đẳng, chư vị dẫn sư, giờ đại chúng xin phép bắt đầu nghi thức chánh lễ. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ đấng từ tôn, bậc chánh biên tùy đang cúng dường. Con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành lánh giữ lời quần sanh. Itipiso phagawa rahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavido anuttaro
Hồng danh Phật nhiệm màu ân cung, chánh biến tri minh hạnh đủ đầy, đức ân thiện thể cao dày, bậc thế gian giải chỉ bài lý chân, vô thượng sĩ pháp âm tịnh diệu, bậc trưởng phu điều ngữ độ sanh, thiện nhân sư đấng cha lành, Phật đà toàn giác thế tôn trong đời. Xóa kha tu pha ga qua ta tham mô san thi thi cô a ca li cô e hi pa si cô pa na yi cô pa cha tăng quê di ta vô quyến nhô hi ti pháp phi diệu cha lành khéo dạy lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chứng vô biên sát na đại ngộ hoạt nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hương thượng tâm thoát ngõ vọng trần tri nhân tự ngộ giả chân diệu thượng tịnh lạc pháp ân nhiệm màu Supatipanno Phagavato Savakasangho Uchupatipanno Phagavato Savakasangho Nyayapatipanno Phagavato Savakasangho Samichipatipanno Phagavato Savakasangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Atta Purisa Bhukkala Phật ca sanh cô a hu nay yo ba hu nay yo đa khi nay yo an cha li ca ra nay yo anutta rang vốn nhà khe tăng lô ca sa ti bậc diệu hạnh thinh văn tích tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như ni hạnh tăng già bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả vốn đời tam chung đệ tử Phật ưng cúng tôn nghiêm cũng nghinh kính lễ một niềm thanh chung vô thượng phước điện thế gian Iti piso phagavada na parami sambanno Iti piso phagavada na parami sambanno Iti piso phagavada na paramata parami sambanno Đường tu bố thí đứng đầu à, vì tha là tánh vô cầu là tâm không vì thương ghét sơ thân bàn tay bàn bố nào phân biệt gì, hy sinh ngoại vọng tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá dị huyễn thân, Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Itipiso Phagavasi Dhaparami Sambanno Itipiso Phagavasi Phagavā parami sambanno iti piso phagavāsi la paramatta parami sambanno thiện nhân giới hạnh nghiêm trì nói làm suy nghĩ luôn khi giữ gìn nuôi ý lực dưỡng tâm lành cắn dây cây phượng phá thành mê đi hy sinh ngoại vật tứ chi hoặc luôn mạng sông xá vì huyễn thân Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ Itipiso Phagavane Khamma Parami Sambanno Itipiso Phagavane Khamma Parami Sambanno Itipiso Phagavane Khamma Paramatta Parami Sambanno Xuất gia phương hạnh ly trần quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi lại danh quyền thuộc xa rời
động cơ thanh tịnh sống đời xả ly, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xá dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti bi so phagawa panya bhakkhame sammano. Iti bi so phagawa panya upavarame sammano. Iti bi so phagawa panya paramattavarame sammano. Điện tâm trí tuệ sáng ngời à, bởi tâu lượng kiếp phung bồi huệ căn, phân minh thiện ác giả chân, điều hay chuộng học bản lành tương tri, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xa dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti piso phagawa viriya parami sambanno. Iti piso phagawa viriya upaparami sambanno. Iti piso phagawa viriya paramattha parami sambanno. Chính do nghị lực sinh cần à, vượt qua để ai chứng thân đại hùng, kiên trì giữa cuộc lao dung, càng nhiều chương nghịch thêm công tu trì, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xa dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti bi so phagawa khamsi parami sambanno. Iti bi so phagawa khamsi upaparami sambanno. Iti bi so phagawa khamsi paramattha parami sambanno. Đức tu nhẫn nại vạn năng à, nuông điều cai đắng nuôi phẩm tinh anh, trọng gai khéo tạo tâm thành, xưa nay nguyện lớn hành tình giáng y, hy sinh ngoại vật tứ chi, lục luôn mạng sống xa dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti bi so phagawa sacca parami sambanno. Iti bi so phagawa sacca upaparami sambanno. Iti bi so phagawa sacca paramattha parami sambanno. Thiện hiện chân thật không ngoa, quy nhìn lẽ thật như là bảo châu, chân tâm hay đạo nhiệm màu, nói làm nhân quan cho dù hiểm nguy, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xa dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti bi so phagawa thithana parami sambanno. Iti bi so phagawa thithana upaparami sambanno. Iti bi so phagawa thithana paramattha parami sambanno. Bởi do chi nguyện dẫn đường à, biết nơi cô cánh mà nương lối về, bờ kia là đạo Bồ Đề, tự lòng đã quyết bên mê phải lìa, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sống xa dị huyễn thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Iti bi so phagawa metta parami sambanno. Iti bi so phagawa metta upaparami sambanno. Iti bi so phagawa metta paramattha parami sambanno. Hạnh lành từ ai bao la, chúng sanh bốn loại chan hòa tình thương, lòng như cam lộ suối nguồn,
rải rải lạc lệ tuôn quán gì, hy sinh ngoại vật tứ chi, hoặc luôn mạng sông xa gì nguyện thân, Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Itipiso phagawa upekha parami sambandho. Itipiso phagawa upekha upaparami sambandho. Itipiso phagawa upekha paramattha parami sambandho. An nhiên hành xả giữa đời, khen chê đặng tâm khổ vui thường tình. Điều tâm giữ ý quân bình, trong cơn bão loạn biết nhìn chánh trì. Hy sinh ngoại vận tứ trì, hoặc luôn mạng sông xa dị nguyện thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn, chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Itipiso phagawa tassaparami sambandho. Itipiso phagawa tassaparami sambandho. Itipiso phagawa tassaparami sambandho. Chính trong bể khổ cuộc đời, đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân, ba la mật hạnh vẹn toàn, dám quên mạng sống quyết tâm thực hành. Nhờ ân thiện thể cha lành, muôn loài vượt thoát tử sanh luân hồi. Sāpte sātta avirā hontu sukhitā hontu nitukkhā hontu abhyā bhacchā hontu anikkhā hontu dikkhā yukkhā hontu arogā hontu sambhāti sammicchantu sukhiyattānaṃ bhaviharantu dukkhappattā ca nitukkhā pajappattā ca nivayā sokkhappattā ta chani so ca hon tu sape bi ba ni no. Nguyện cầu tam hương mừng, chúng sanh muôn loài hãy thường an vui. Dân trừ hoàng trai nhiều đời, bao nhiêu đau khổ đến hồi duyên tan. Hại nhau chỉ chuốc lầm than, mê si điên đảo vô vàng lệ châu. Chúng sanh vô bệnh sống lâu, nguyện cho thành tựu phước sâu đức dày. Nguyện cho an lạc từ nay, dưng trừ thông khổ đắng cay oán hận. Dưng trừ kinh sợ tai ương, bao nhiêu khổ não đoạn trường vĩnh ly. Nguyện cầu tam bảo chứng tri, sống đời thanh tịnh từ bi vẹn toàn. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika bunyam no anumodan tu chiram rakkhan tu sasanam. Akasattha cha pummattha deva naga mahittika bunyam no anumodan tu chiram rakkhan tu ratake. Akasattha cha pummattha deva Vanaga mahitika bunyam no anumodan pachiram rakhan bunyatayo. Akasattha chakummatha devanaga mahitika bunyam no anumodan pachiram rakhan tupanino. Akasattha chakummatha devanaga agamahitika punyam no anumodan tuchirang lakkan tuno sada. Nguyện phước bao đã làm mà hồi hương khắp chư thiên, bậc thiện thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực ngự khắp cả trần hoàng. Hư không giới thiên giới, xin các ngài tùy hỷ, công đức đã thể hiện, rồi hộ trì Phật pháp, mãi soi sáng nhân thiên, quân độ hưởng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp,
mẹ cha và thầy tổ quyền thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, thiểu bệnh dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Kính bạch quý nhà, kính thưa quý vị, ý thức chính lại chúng con vừa tụng đọc xong, chúng con kính thỉnh ngài hội thượng Nhất Đẳng quay trở lại tiếp tục điều hợp chương trình. Đến gần chưa, tăng chùa Phi Đắc Bình Long với phần nghi thức chất lễ vừa rồi. Nói một với thai giá, kính bạch hòa thượng thầy sư, kính bạch chư tôn đức, thưa tất cả quý Phật tử. Trong ngày thứ bảy của tuần lễ sinh hoạt đặc biệt, đón mừng khánh đẳng Vệ Sắc Phật lịch 2566, chúng ta đi vào đề tài di sản của Đức Từ Phục. Mà khi nói về điểm này thì đây là cái nhìn của riêng mỗi vị giảng sư, mỗi người. Và sau phần pháp cử này, cũng cái đồng thịnh chư Tôn Đức tiếp tục chia sẻ những gì mà các ngài cảm nhận đó là di sản quan trọng của Đức Phật. Thưa quý Phật tử, có lẽ hôm nay chúng ta rất là dễ dàng để nhận thấy một cái hình thái rất là đa dạng của Phật giáo. Chúng ta nhớ rằng có một năm có dẫn một phái đoàn Phật giáo đi thăm bảy cái cố đô mà ngày xưa một thời được xem là cực thịnh của xã hội, của đất nước, và dĩ nhiên là kể cả một thời kỳ vàng son của nền văn hóa Phật giáo. Mấy cố đô mà chúng tôi có dịp đến thăm đó là Kandy của Tất Lan, Mandalay của Miến Điện, Ayutthaya của Thái Lan, Xi'an tức là Tây An của Trung Quốc, Kyoto của Nhật Bản. Rồi Kyoto là cố đô thì hơi miễn cưỡng, mặc dù ngày nay hoàng cung của Nhật được đặt ở tại Tokyo, nhưng mà riêng ở tại Kyoto thì vẫn có cung điện và Nhật hoàng, Nhật hoàng vẫn làm, thiên hoàng Nhật Bản vẫn làm lễ đăng quang ở tại Kyoto. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng ta đặt chân đến những nơi này thì chúng ta sẽ nhận ra một cái không khí rất là thâm trầm về một cái sự tồn tại của thời gian, một nơi đã từng là cái đô hoa lệ, và ở trong cái giai đoạn và cực thịnh của những nơi này lại gắn liền với lịch sử của đạo Phật. Có một chuyến đi và đi qua thăm những cố đô Phật giáo thì những người trong phái đoàn dễ dàng nhận ra được rằng không phải từ xưa và ngày hôm nay Phật giáo quả thật là ăn sâu, thấm nhuần và có một bản sắc rất riêng tùy theo mỗi nền văn hóa. Chúng ta nói đến Phật giáo Hy Mãn Lạp Sơn như là Tây Tạng, Phu Tăng, Nepal, Sikkim, Mông Cổ, rồi đem so với Phật giáo mà mang đặc tính Viễn Đông như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Hoa. Rồi chúng ta trở về với Phật giáo Đông Nam Á, với những quốc gia mà hấp thụ Phật giáo Nam Tông như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Tích Lan, Miến Điện. Thì thưa quý vị, không cần nói nhiều, chỉ thoáng qua thì đã thấy từ màu y sắc áo cho đến
đường nét kiến trúc, nghệ thuật và sinh hoạt hàng ngày có những điều rất là khác biệt. Chúng ta nói đến một Phật giáo Hy Lạp Lạp Sơn, nhưng đó có Tây Tạng, Si Kim Phu Tăng chẳng hạn, thì chùa thiền sử dụng rất là nhiều màu sắc, hoa văn họa tiết là cả một thế giới, rất là trái ngược lại với một cái hình ảnh rất là chân phương, giản dị, nhưng mà không kém phần độc đáo của thiền tông Nhật Bản. Những vườn thiền của Nhật, những phòng thiền được trang trí rất là zen, thì cũng cho chúng ta thấy rằng dường như là có một cái gì đó nó hoàn toàn khác biệt với những cái đường nét đầy màu sắc của Phật giáo Tây Tạng, hay hoặc giả là một cái hình thức tu tập ở trong các thiền viện mà chư tăng cũng như các hành giả có một cái âm thức riêng, một cái góc rất là giản dị. Mỗi người ở cái góc mà ở trong đó có khi thường khi là không có điện nước, mà chỉ có một cái căn nhà sàn nhỏ vừa đủ cái che mưa nắng, và đó là nơi của các vị hành giả tu tập. Thì rất là phần ngược lại với những cái tu viện mà có hàng hàng lớp lớp ở tại Trung Hoa gọi là tu viện, thì ở tại các quốc gia Đông Nam Á so ra thì rất là khác biệt. Theo hoặc giả là hình thức tụng tán lễ bái ở tại Việt Nam, nhất là ở tại Huế chẳng hạn, thì chúng ta nghe ngoài những tiếng lời kinh EA đến những cái âm thanh của các pháp khí và cụ, có khi có kèn, có khi có trống, có khi có đàn ở tại các đàn trực tiếp đấy, nó khác hẳn với một cái không khí làm lễ của chư tăng ở tại Thích Lan, chỉ đọc lên những phần ngôn, nhiều lắm là chỉ kéo dài một mà hoàn toàn không sử dụng pháp khí. Ở đây thì chúng ta không có bàn vào cái hay, cái dở, cái đúng, cái sai, cái chánh truyền và không chánh truyền. Chúng ta chỉ nói một điều là Phật giáo đã quả thật một cái tôn giáo gọi là đạo Phật ở khắp nơi trên thế giới, ngay cả ở tại Mỹ. Nếu chúng ta vào những trung tâm mang đặc tính gọi là American Buddhism như là Spirit Rock ở tại Bắc California, thì chúng ta thấy cũng đã quá khác biệt so với những cái tính lý truyền thống được tìm thấy ở trong những sinh hoạt của các bậc cha Phật giáo Á Đông. Thì thưa quý vị, không phải chỉ là một tôn giáo mang nhiều cái hình thái đa dạng, và Phật giáo còn có những điều làm cho chúng ta rất là bất ngờ. Những sự bất ngờ này chúng ta phải tìm về một cái cội nguồn gốc xa xưa. Gốc xa xưa đó nguồn từ chính Đức Phật ở trong lời dạy của Ngài. Tại sao chúng tôi bắt đầu bằng sự đa dạng của các nền văn hóa? Bởi vì lý do là khác với Kitô giáo, khác với Hồi giáo, thường là mỗi khi mà truyền đạo đến đâu, người ta vẫn muốn có những cái mẫu nhà thờ giáo đường mà mang nặng, mang đặc biệt riêng của tôn giáo đó, của cái hình thái đó. Ví dụ như là những ngôi nhà thờ lớn ở Việt Nam như nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Phát Diệm, một cái nhà thờ La Vang, thì dĩ nhiên là kiến trúc có khác, nhưng mà nhìn qua chúng ta biết liền đó là đặc trưng cho Thiên Chúa giáo. Hay hoặc giả là chúng ta về các quốc gia Hồi giáo, những cái Torah nó cũng tương tự, mà chúng ta có thể nhận ra đây là một giáo đường Hồi giáo dễ dàng. Riêng về Phật giáo thì rõ ràng là về kiến trúc có sự khác biệt rất lớn giữa Miến Điện với Việt Nam, giữa Việt Nam với Hàn Quốc, giữa Hàn Quốc với Tây Tạng. Ở đây chúng tôi tin rằng là một ý kiến thôi,
nó bắt nguồn từ một cái tinh thần mà rất là căn bản của Phật giáo, là tôn trọng cái văn hóa địa phương. Như Đức Phật Ngài giảng trong cái bài kinh gọi là Phân Tích Về Vô Trần ở trong Trung Bộ, Ngài dạy rằng chúng ta chớ cứ đi quá xa ngôn ngữ địa phương. Chúng ta nên tìm điểm tương đồng mà chấp nhận cái bản sắc địa phương thay vì phủ nhận. Phật giáo Nam Tông ở tại Việt Nam đó, thì còn có một cái xu thế là ảnh hưởng cái kiến thức của Thái, của Miên Vân. Nhưng mà thưa quý vị, khi chúng tôi sang các quốc gia Phật giáo Nam Tông rồi, thì chúng tôi phải nhìn nhận rằng mỗi một quốc gia Phật giáo đều có một cái sắc thái độc đáo riêng. Dạ. Từ cái đường nét kiến trúc cho đến tổ chức chùa chiền. Một ngôi chùa Thái rất khác với ngôi chùa Tịnh Lan. Một ngôi chùa Miến Điện rất khác với ngôi chùa Lào. Và điều này đó, nó chứng tỏ một điểm là Phật giáo không có chủ trương áp đặt văn hóa lên trên các quốc gia, mà thấy vào đó là một sự hòa quyện giữa giáo lý Đức Phật đối với ở địa phương. Và mỗi quốc gia đều có bản sắc riêng cho mình. Và chúng tôi tin rằng đó là một ở trong những cái di sản rất là quan trọng của Đạo Phật. Đó là tinh thần bao dung, một cái tinh thần cởi mở, chấp nhận sự dị biệt, và một tinh thần hòa quyện. Cái trọng tâm không phải là cái mái chùa như thế nào, cái cột như thế nào, tượng Phật như thế nào, mà cái trọng tâm đó là Tam Tạng Kinh Điển, trọng tâm là giáo lý tứ đế, giáo lý duyên khởi, trọng tâm là người Phật tử tin nhân quả, trọng tâm là làm sao cái quan hệ của người xuất gia và người tị tại gia vẫn tiếp tục được là cái sự hỗ trợ lẫn nhau như là thời Đức Phật còn tại thế cho việc cho đến bây giờ. Do vậy đôi khi người ta có những cái điều mà họ đặt ra là cái lư hương phải thế này, cái lòng phải thế kia, cái tháp phải thế đó. Kỳ thực thì khi chúng ta đưa ra những điều đó đó, chúng ta quên đi là Phật giáo thế giới đó có một cái sự đa dạng rất là đáng nể về mọi phương diện, kiến trúc, nghệ thuật, đường nét, màu sắc, vân vân. Và chúng ta không thể nói rằng chỉ có tượng Phật như vậy mới là tượng Phật chánh thống Phật giáo, chỉ có cái mái chùa như vậy mới là mái chùa chánh thống Phật giáo. Mà Phật giáo đã tỏ ra mở rộng đến mức độ kinh ngạc. Thưa vì một cái điểm khác mà chúng ta phải đi xa hơn, đó là ngày nay từ nhiều cái hoàn cảnh địa phương người ta hay dùng đến chữ giáo hội. Và trong cái giáo hội đó thì họ có một cái cơ cấu giống như là một hệ thống dọc, hệ thống ngang. Chúng tôi thưa quý vị rằng Đức Phật thì Ngài không có dùng chữ giáo hội, mà Ngài dùng chữ sang khác, tăng già. Và một cái rất đáng kinh ngạc là Đức Phật chưa bao giờ chú trọng đến một cái tập quyền trung ương. Dạ, tập quyền trung ương phải có một vị tăng thống, phải có vị bua sải, phải có vị lãnh đạo tăng chúng, phải có vị pháp chủ như chúng ta nói đến ngày nay. Mà thời Đức Phật còn đại thế, nếu người nào hiểu và có đọc kinh thì thấy rằng chính đối với Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, Đức Phật Ngài cũng không có nhau cái vai trò lãnh đạo tăng chúng. Và Đức Phật Ngài cũng không có nhận rằng Ngài là vị lãnh đạo tăng chúng, có nghĩa là Ngài sẽ đặt đề chính tăng chúng là vị làm trụ trì chùa này, vị này phải lo việc kia, vân vân. Đó là quyết định của địa phương, quyết định của tăng chúa, chứ không phải là quyết định của trung ương. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, thưa quý vị, cũng như bây giờ tại quốc gia Phật giáo Nam Tông, căn bản gọi là một đơn vị tăng thì gồm có 4 vị tỳ kheo đã thọ giới theo truyền thống trở lên. Mà những cái định đặt về vị này là vô sải, vị kia là tăng hoàng, vị đó là tăng thống, cái đó là những cái mà được tìm thấy đời sau này. Cái thời Đức Phật còn đại thế không có. Những quyết định của chư tăng thường thông qua các vị trưởng lão và hội họp của tăng chúng.
Phật giáo đã không có đưa ra một cái cơ cấu, một cái nguồn máy tổ chức. Mặc dù cái giáo đoàn tăng lữ, tức là một cái giáo đoàn mà những vị tu sĩ đó, của Phật giáo là một giáo đoàn xưa nhất ở trong lịch sử của nhân loại, bắt nguồn hơn 2.500 năm qua, xưa hơn tất cả tôn giáo gọi là có tổ chức. Nhưng mà giáo đoàn tăng lữ lại mang một hình thái hoàn toàn phi tổ chức, hoàn toàn phi tổ chức. Nếu mà ai quan niệm rằng Phật giáo phải nằm ở trong cái khu khổ là ở trên nói dưới nghe, có một giáo quyền, một cái tập quyền trung ương, hệ thống dọc, hệ thống ngang, người đó không hiểu gì về đạo Phật. Đạo Phật đã tồn tại qua rất nhiều quốc độ, qua rất nhiều văn hóa, qua rất nhiều thế kỷ. Không phải có cái chuyện mà lập một ngôi chùa ở đây rồi phải xin được một giấy phép từ ở trên trung ương xuống chấp nhận làm được hay không. Và rất là thú vị, ngày nay thưa quý vị, trên phương diện quản trị kinh doanh cho đến cái tổ chức của quân đội, thì càng ngày người ta càng nhận ra rằng cái hình thức và tập quyền trung ương có sự chỉ đạo trong nghệ thuật, chỉ đạo trong văn hóa, chỉ đạo trong kinh tế là một cái phương cách rất là tương đối, rất là bộc bộ, rất là bất cập. Tại vì lý do như vậy, chúng ta lấy ví dụ một vị tướng của Nga mà từ một vị đại tướng ở trên mà phải xông ra mặt trận, phải nào quyết định là về chiến thuật là phải tiến thế nào, thối thế nào, đánh thế nào, thì thật ra một cuộc chiến như vậy khiến cho hao binh tổn tướng rất là nhiều. Bởi vì sao vậy? Họ không tin vào hạ sĩ quan, và họ xem những người hạ sĩ quan đó là những người thừa lệnh chứ không thể đưa ra một cái quyết định tại mặt trận. Chúng ta với tổng thống Ronald Reagan, ông có nói rằng về cái phương diện kinh tế thì một vị tổng thống, những nhà chính trị không hiểu kinh tế bằng những thương gia. Điều đó hoàn toàn đúng thưa quý vị. Do vậy ở tại Mỹ này, về sau này họ có một cái quan niệm về thứ bại gọi là decentralized, tức là họ xóa bỏ cái cơ chế tập quyền trung ương. Không có lý do gì mà một cái vị CEO của một công ty có cả hàng ngàn chi nhánh mà phải quyết định mỗi chi nhánh là phải buôn bán như thế nào, ai là người được cử vào vai trò nào. Không phải như vậy. Vì vậy chúng ta có đi, có sống, có nghiệm thì mới thấy được rằng Đức Phật quả thực là Ngài đã đưa ra một cái sinh hoạt của tăng chúng có tổ chức, một cách không có tổ chức. Ngày hôm nay chúng ta hay nói đến giáo hội là chúng ta bắt chước cái chữ của Thiên Chúa Giáo. Ngày hôm nay thì chúng ta nói đến cái vị giáo phẩm tộc quyền trung ương là vị này lên làm thất chủ, rồi có tấn phong vị này lên hòa thượng, lên thượng tọa, vân vân. Cái đó là cái mà chúng ta bàn về sau đây. Cái đó chúng ta là thế tục hóa Phật giáo, chứ thực sự Phật giáo ngày xưa không có như vậy. Phật giáo hồi xưa đó là bốn vị tỳ kheo trở thành một vị tăng, và những vị trên 10 hạ thì thế ra, những vị trên 20 hạ là Mahathir, ví dụ như vậy. Phật giáo đã tồn tại, Phật giáo đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Mà trong sự tồn tại đó, thưa quý vị, rất là đặc biệt. Rất đặc biệt. Chúng tôi nhớ một lần có một nhân vật của Thiên Chúa Giáo đến thăm chùa Pháp Luân, đó là ông Cao Thế Dung. Ông này là một cái bút mà biết rất là nhiều năm, đã phá Phật giáo lắm. Nhưng mà về sau này thì khi nói đến tổ chức Phật giáo thì ông nói là Phật giáo là một cái tổ chức siêu tổ chức. Nhưng mà càng ngày người ta càng thấy một điều như vậy là cái tổ chức to lớn, có một tòa thánh, có một vị chủ chăn, có một vị giáo hoàng tuyệt đối cao cả, gọi là không có sai lầm, vân vân, thì nó đã đưa giáo hội trở thành một cái cơ cấu cứng nhắc, và nó rất nhiều chuyện không giải quyết được. Ví dụ như là chuyện mà các linh mục hay sách nhiễm tình dục đối với trẻ em, bây giờ mà đưa ra pháp luật thì cũng không được, mà giáo hội mà khoan hồng thì nó là tạo thêm có vấn đề, và điều đó tạo ra sự khủng hoảng lớn trong giáo hội Thiên Chúa. Thành ra cái Phật giáo nói chung đó là Phật giáo là của quần chúng, của quốc độ, của từ nền văn hóa. Mặc dù mỗi một nền văn hóa, một quốc độ đó muốn được tồn tại, họ phải tuân thủ
theo những gì đề cập đến trong kinh. Thí dụ bây giờ ở tại Việt Nam chúng ta có thể lập ra một giáo phái, nhưng giáo phái nó không đi vào Phật giáo thế giới Phật giáo được. Mình muốn đi vào Phật giáo thế giới thì mình phải có một số cái hiểu biết như là Tam Tạng kinh điển, phải biết tụng tiếng Pali, rồi phải chư tăng phải được xuất gia thọ giới trong cái cung cách mà đã được truyền bá từ xưa tới giờ. Nhưng mà không bao giờ chúng ta nghe nói trường hợp một vị vua sải của Thái Lan, của Campuchia mà ra quyền gì đối với chư tăng Việt Nam hay chư tăng Miến Điện Tích Lan. Về phương diện này thì chúng ta phải nhận rằng nó đến từ một cái tinh thần mà Đức Phật Ngài đã dạy từ ngàn xưa, đó là không có giáo quyền, không có tập quyền trung ương, không có một cái cơ cấu tổ chức mà cơ cấu đó tạo ra một cái đặc quyền, đặc lợi, tạo ra cái danh vị cho một cá nhân vị nào đó. Dĩ nhiên là trong mỗi quốc gia thì có một số vị trưởng lão được tôn kính, nhưng mà Phật giáo chưa bao giờ mà cố gắng để làm ra một cái giáo quyền, một thứ giáo quyền rất là ảo tưởng, một thứ giáo quyền mà lợi bất cập hại, một thứ giáo quyền mà gây ra nhiều cái phiền phức hơn là có sự đóng góp. Chúng tôi không tin về điều đó. Ở tại Việt Nam bây giờ thì người ta đang theo đuổi một cái hệ thống tổ chức của giáo hội, hệ thống tổ chức bắt tất cả các tông phái phải vào trong tổ chức và phải có được đồng ý tấn phong từ trên xuống dưới. Quý vị sẽ thấy một thời gian sau thì Phật giáo Việt Nam bị khủng quá, bị nạn hối lộ. Chúng tôi nghe nói rằng những cái vị ở Việt Nam họ có chuyện mua quan bán chức, họ cố gắng để họ được chức này chức kia, rồi ăn hối lộ, rồi đủ cái chuyện hết. Cái đó gọi là thế tục quá Phật giáo, không có lợi gì hết. Chúng ta không khôn hơn Đức Phật về việc chuyện này đâu. Dạ. Cái khôn ngoan của chúng ta đó là hành trì theo lời Phật dạy. Hãy để cho Phật giáo là của quần chúng, hãy để Phật giáo là của cái tinh thần rộng mở, và không cần cái tập quyền trung ương, không cần hệ thống ngang, hệ thống dọc, mà tất cả đều quyết định chư tăng. Chứ tôi biết rằng chư tăng đã tồn tại tại các quốc gia Phật giáo rất là nhiều thế kỷ, rất là nhiều thế hệ, rất là nhiều Ấn Độ, mà không cần phải có một cái cơ cấu tổ chức như cái kiểu mà chúng ta có ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chúng ta nói đến một cái hình thái gọi là phi giáo điều ở trong sự thực hành Phật giáo. Phi giáo điều nghĩa là gì? Phi giáo điều có nghĩa là chúng ta không có một cái khung, một cái mẫu mà để mà áp dụng cho tất cả. Dĩ nhiên là ví dụ quý vị hỏi chúng tôi nấu cà chua, dạ, thì nấu cà chua thông thường là chúng ta nêm có vị chua và chúng ta có nêm rau thơm hoặc là ngò gai hoặc là rau ôm. Nhưng mà điều đó nấu gì ăn cũng được chứ phải không được. Nhưng bảo rằng cà chua chỉ có phải nấu với me thôi, mà không được nấu với xoài, không được nấu với mần, không được nấu với chanh, không được nấu với thế này thế kia thì chúng ta sai. Chúng ta có thể nấu canh chua bằng măng chua, chúng ta có thể nấu canh chua bằng trái thơm, chúng ta có thể nấu canh chua bằng trái giác. Chứ không biết nhất thiết gì nấu canh chua là bắt buộc là phải nấu me, phải nấu chanh mới là canh chua. Và ngay cả khi chúng ta bỏ rau thơm thì không có ngò ôm thì chúng ta có thể bỏ lá quế, hay là chúng ta có thể nấu bỏ thì là, hoặc giả là chúng ta có thể bỏ rau tần dày lá, chứ không nhất thiết là phải có một cái nào đâu. Thật ra khi mình tu tập trong Phật giáo, mình đọc kỹ các bài kinh như là kinh niệm xứ chẳng hạn, Đức Phật Ngài dạy là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Niệm thân là khởi đầu ngày dạy niệm hơi thở, rồi tiểu quy nghi, đại quy nghi, niệm về tứ đại, niệm về trị trược, niệm về nhà tử thi, niệm về hài cốt, vân vân. Thì Đức Phật Ngài liệt kê ra những điều đó, nhưng mà Ngài chưa bao giờ dạy cái kiểu mà chúng ta ngày hôm nay niệm hơi thở là phải nhìn vào phòng xẹp tối bụng, nhìn vào ở mũi. Đức Phật chỉ nói rằng thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Ở đây ý chúng tôi muốn nói rằng Đức Thế Tôn Ngài cho chúng ta một cái nhìn rất là rộng, và một cái mảnh đất rất là lớn, và một cái khái niệm rất là thoáng. Cái chuyện mà đúng khung, cái chuyện mà cục bộ, cái chuyện mà co cụm, cái chuyện mà phải thế này phải thế kia, đó là của chúng ta, của người đời sau,
và chúng ta hiểu sai giáo pháp của Đức Phật. Đúng là Đức Phật có dạy về giới định huệ, đúng là Đức Phật có dạy ba vậy pháp trụ bồ đề. Nhưng mà thưa quý vị, học cho kỹ đi, hiểu cho kỹ đi, thì không có ai nói rằng à, mình tu mình phải bắt đầu vào tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, tứ niệm xứ chúng ta phải bắt đầu bằng niệm thân rồi mới niệm thân, rồi mới niệm thọ, rồi mới niệm tâm, niệm pháp. Tứ chánh cần chúng ta phải bắt đầu bằng thận cần, rồi xong rồi mới tứ trừ cần, mới tu cần, mới bảo cần. Tứ duy ý túc phải bắt đầu với dục, rồi với cần, rồi với tâm, rồi thẩm thần túc, không phải vậy. Đức Phật ngài cho chúng ta những cái hướng dẫn về nhiều phương diện, nhưng mà cho dù là có pháp số, cho dù là có bài ba bài pháp trợ bồ đề, thậm chí là chúng ta có cả một cái giáo trình rất là ly chi của thắng pháp luật và thắng pháp tạng, nhưng mà hoàn toàn không có đúng không. Dạ, mình tu với Phật giáo lâu không có đúng không, không bao giờ mà nói rằng mình tu bước một, bước hai, bước ba là phải làm này làm kia. Mình nói là có bố thí, có trì giới, có tu tiến, có cung kính, có phục vụ đó, nhưng mà không có làm theo điều này. Ở điều này chúng ta tương tự như vậy là khi mình học võ đó, thưa quý vị, học võ đó thì người ta có đường gọi là đường quyền. Dạ. Có đường quyền hay là trong quân viên năm ngày xưa ta nói 10 thế chiến lược chẳng hạn, nhưng mà những cái đường quyền, những cái bài thiểu đó là học để mà nhớ. Nhưng mà không có nghĩa là khi chúng ta đem áp dụng bằng cái thực chiến, và trận chiến thực sự là chúng ta phải phải đánh bước thứ nhất như vậy, bước thứ hai, ba như vậy, mà nó còn ở chỉ cơ ứng biến. Thật ra khi mà Phật Pháp dạy giữa Pháp học, Pháp hành, Pháp học đó, thì có trình bày lớp lang, có trên, có dưới, có từng bước một. Nhưng mà khi mà đem ra thực hành thì thứ gì rất rộng, rất thoáng. Thật ra về điểm này, chúng ta thấy tại sao mà ở trong cái Kalama, một bài kinh có thể nói là đầu tiên rất hiếm hoi trong vòng đồng lịch sử nhân loại hiện nay đó, mà chúng ta nghe những lời dạy mới nghe rất là lạ lùng. Yeah. Ở những người Kalama, các con khoan tinh, khoan vội tinh, khoan vội bỏ những gì mà được xem là được nói bởi một vị thầy, nói bởi một người có uy tín, khoan vội tinh, vội bỏ những gì mà được nói bởi vì cho đó là kinh điển, bởi vì điều đó là được phần đông chấp nhận, bởi vì điều đó là vốn là truyền thống mà Phật khuyên chúng ta nên đừng để những cái định kiến đó nó đóng khung chúng ta, tại vì chúng ta đóng khung những chúng ta đó là cái nhìn của chúng ta đó, nó đã trước khi suy tư đã có kết luận rồi, trước khi mà chúng ta thực sự hiểu thì chúng ta đã có một cái kết luận, thì điều đó là điều rất nguy hiểm, và tâm của chúng ta phải rộng mở. Và Phật Kinh Kalama là cả một cái ánh sáng vĩ đại của nhân loại có được, mà đôi khi người ta không để ý, và riêng với người Phật tử phải hiểu. Và chúng ta phải hiểu một điều này là di sản lớn về tinh thần của Đức Phật để lại cho chúng ta, một trong những nét đó là chúng ta không bao giờ bị cái bệnh giấu điều, bị bệnh đóng khung. Quý vị nhớ là trong lịch sử đương đại của nhân loại có cái chủ nghĩa cộng sản đó, có một thời gian mà chúng ta đọc những câu chuyện và buồn cười, làm duyên với tập thể, người ta sợ cái này cá nhân lắm, nó nổi ngắm trăng cũng phải là ngắm trăng tập thể, rồi làm đám cưới phải tập thể, duyên tập thể. Nhưng mà cho đến mấy chục năm, mấy bao nhiêu thế kỷ rồi đó, bao nhiêu thế hệ rồi, không có nhận làm cái nó lúc mệt quá, ngắm trăng tại sao ngắm trăng tập thể, mà nó có chuyện gì phải tập thể hết. Nhưng ngày xưa như vậy, ngày xưa tức là mình nói cái gì nó cũng, chúng tôi nhớ là bên Trung Quốc có thời kỳ họ có cái một cái hồng thư đó là tất cả những cái lời dạy của Mao Trạch Đông đều ghi trong đó. Họ muốn nói cái hoa đẹp cũng phải lật ra là Mao Chủ tịch nói cái gì, muốn nói về một bản nhạc hay thì Mao Chủ tịch nói cái gì, tất cả lời nói đều đâu đúng không hết. Cái bệnh đó gọi là cái bệnh giấu điều, mà bệnh này rất là nguy hiểm, và bệnh rất nguy hiểm bởi vì về sau này nó có những cái truyền thống mà người ta chỉ thọ kỳ một bộ kinh hay một pháp môn thôi, thì truyền thống đó cũng là một điểm rất là đáng tiếc. Đạo Phật không dạy chúng ta như vậy. Đức Phật cho chúng ta một kho tàng mênh mông, và cái sự học hỏi, chiêm nghiệm, áp dụng những điều này đó, thì thưa quý vị, lại nó dựa lên trên rất nhiều yếu tố khác nhau. Chúng tôi rất sợ là người ta làm cái gì đó, họ nghĩ là chỉ có một kiểu thôi, chỉ có một cách thôi, một thế thôi.
Giống như hồi nãy chúng tôi nói rằng vị nào đó nấu canh chua nó là chỉ có một loại rau, chỉ có một vị chua, chỉ có một thứ nấu canh chua thôi, thì thật sự là rất là đáng tội nghiệp. Tại vì chúng ta không phải chỉ có ba bốn thứ canh chua mà chúng ta có mấy chục thứ canh chua. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ là có nhiều khi đi theo thân phụ Trung Đức, người ta nấu canh chua bằng xoài non, người ta cũng nấu canh chua được. Rồi ví dụ như là ở Việt Nam không bao giờ nấu canh chua mà bỏ hành lá. Chúng tôi sang Thái Lan thấy họ nấu canh chua họ bỏ hành lá trong đó thì cũng nấu được, cũng được thôi. Nên chi một trong di sản quan trọng nhất của Đạo Phật là gì? Đó là cái nhìn sự ứng dụng, không có đúng khuôn, không có cục bộ, không có co cụm, không có giáo điều. Cái sợ nhất là cái giáo điều, cái giáo điều, cái ăn sâu trong tu khảm của cái tâm thức con người đó, nó khiến cho chúng ta trở nên rất là cục bộ. Cái gì cũng chỉ có cái này đúng, tất cả cái khác là hư vọng, chỉ có một kiểu thì chỉ có một cách thôi. Và cái đó là cái chúng ta tự mình là khó mình, tự mình làm hàng rào cho mình, tự mình đúc mình trong bốn bức tường. Và điều đó chúng ta đánh mất đi một cái di sản văn hóa rất là quan trọng mà Đức Phật để lại, đó là cái tinh thần thực tiễn. Cái chuyện đó cũng quan trọng là Đức Phật, cũng như chúng tôi thường nhắc là Đức Phật và Ngài Sa Lợi Phất hay nói đó, là khi mà mình thân cận hay mình áp dụng gần gũi thì bất thiện pháp có tăng trưởng hay là suy giảm, thiện pháp có tăng trưởng thì suy giảm. Và để biết được cái sự tăng trưởng hay là giảm thiểu của thiện pháp, bất thiện pháp, thì cái đó mỗi chúng ta phải tự biết. Mỗi chúng ta phải tự biết. Bây giờ có nhiều Phật tử cái tối ngày hô hào là đi chùa làm theo cái một kiểu rập khuôn kiểu này mới. Ở bên Thái Lan có cái giáo phái mà chúng tôi rất là ngại, đó là Thamakai. Thamakai họ thích làm những cái cuộc tụ tập rất là đông đảo, phải cắm những cái dù, cắm những ngọn đúc, hàng lớp lớp, làm cái show trình diễn thì rất là đẹp, show văn nghệ rất là đẹp. Nhưng mà tu không ai tu như vậy hết, không ai tu mà phải ngồi ngay ngắn đâu đó, y cũng một kiểu, áo cũng một kiểu, cái dù cũng kiểu, đúc cũng kiểu, ngồi để chụp hình thì cái đó rất là nguy hiểm. Dạ, rất là nguy hiểm. Tại vì mỗi chúng ta phải tự hiểu được là cái đó thiện pháp tăng trưởng thì bất thiện pháp suy giảm. Nếu quý vị nào mà theo dõi lớp học này, lớp học Phật pháp của Tathagata trong 27 năm qua, thì quý vị hiểu một điều rằng chúng tôi không bao giờ mà cố gắng để tạo ra một cái bản sắc duy nhất về giáo lý ở trong lớp học này. Mà chúng ta đã đi qua nhiều bộ kinh từ Na Tiên Địa Hiệu Kinh rồi Thắng Pháp Tập Yếu, rồi chúng ta đến Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi, và các vị giảng sư cũng giảng nhiều. Có vị phần nhiều vị Phật tử thích vị giảng sư này, thích vị giảng sư kia, chúng ta hoàn toàn có vấn đề về chuyện đó. Và chúng ta xem chuyện đó là một chuyện rất là bình thường, nên như vậy và phải như vậy. Dạ. Chúng ta đừng bao giờ nói rằng cái tưởng tượng là trong lớp học chỉ có Hòa Thượng Từ Siêu, và cái gì Hòa Thượng Từ Siêu nói ra là điều duy nhất, tất cả gì đó chúng ta có vị này, có vị kia, ý kiến này, ý kiến kia. Và ngay cả cái giảng dạy của vị nó phải có nhiều cách giảng dạy. Và cái tinh thần rộng mở, bây giờ ở Việt Nam người ta bắt đầu, người ta khai, trong thời cởi mở, ta nói là cái khuynh hướng thị trường á. Nhưng mà chúng ta phải tạm nói một điều rằng hễ cái gì mà nó có giá trị thì cái đó nó sẽ tồn tại. Yeah. Và cái giá trị đó nó không phải đến từ đâu, đến từ cái giá trị thực tế lợi lạc mà chúng ta có. Nên chỉ rất là cần hiểu rằng một ở trong những di sản quan trọng của Đức Phật, đó là tinh thần rất thoáng, tinh thần rất cởi mở, cái tinh thần không có đóng khung, tinh thần phi giáo điều mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta từ ngàn xưa qua kinh Kalama. Và ngay cả không phải chỉ nói về cái phương pháp tu tập, mà thưa quý vị thấy không, Đức Phật này dạng pháp bố thí là tốt, nhưng mà đâu phải là ngài nói rằng tín đồ Phật giáo phải bố thí hết. Ngài nói trì giới là tốt, nhưng phải ai cũng trì giới, ai cũng tham thiền giống nhau. Bố thí tốt, trì giới các tâm thiền thì định tốt, nhưng mà sẽ áp dụng thì nó tùy ở mỗi người, mỗi căn tính. Ngài Nada, ngài nói là đạo Phật có sữa cho trẻ em, có thức ăn cho người lớn. Nhưng mà ngay thời Đức Phật còn tại thế đó, có một cái người phụ nữ ở Sa Bát Thị, ở Sa Vệ đó, người này có hai người, có ông cha với ông cậu, mà một người thì sống đời sống gọi là phạm hạnh, là không có vợ,
không có nam nữ, không quan hệ nam nữ. Còn người thì có, thì cả hai người Đức Phật đều tuyên bố về cái cảnh giới tái sanh tốt, đều có quả thánh hết. Thì cái câu này của nó sẽ Đức Phật, hai người đời sống khác nhau mà Đức Phật tương giống nhau. Thì Tôn giả Nanda, ngài không trả lời, ngài trở về, ngài bạch với Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng, tại cô rất cô không đủ trí tuệ để hiểu. À, một trong hai người đó, có một người rất là xuất sắc về giới, có người rất là xuất sắc về định. có người tu tuệ giỏi, có người tu định giỏi, chứ không phải là hai người là tôi lấy một chuẩn một cái thước của đo cho cả hai người thì thật sự không phải đúng. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu là sau hết cái nhìn của đạo Phật là cái nhìn rất là thoáng, và đó là cái di sản mà Đức Thế Tôn để lại cho tất cả chúng ta. Bây giờ điểm sau cùng chúng tôi muốn nói ngày hôm nay là có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi là bên Thiên Chúa họ nói dễ hiểu quá, tin Chúa sau khi chết sanh về thiên đàng, còn chúng ta tin Phật thì chúng ta hướng về cứu cánh nào? Thì thưa quý vị, phải nhận rằng ở trong đạo Phật thì người ta đưa ra nhiều cứu cánh lắm. Có một số thì muốn sanh thiên, có một số muốn sanh về Tây Phương Cực Lạc, có một số thì muốn đời sau sanh lại làm người, có một số phát nguyện giải thoát. Và điều đó có làm cho chúng ta phiền não không? Không nên. Không có gì phiền não ở việc đó hết. Dạ. Và chính Đức Phật, khi Đức Phật ngày quý vị thấy bộ kỳ thọ bát quan trai giới đó, thì Thượng Tọa Minh Hạnh có lặp lại cái lời là những chúng sanh mà có được cái sự sung túc về tài sản cũng từ dưới giới, những chúng sanh sanh về cõi trời, cõi thiền thú nhờ dưới giới, những chúng sanh chứng đắc niết bàn cũng nhờ dưới giới, bởi các cái ấy chư Phật tử đã thọ trì giới luật rồi, hãy vân giữ như được trong sanh đường để lâm nhơ, không phải. Chúng ta cũng phải nói là ngay cả cái cứu cánh nó cũng là rộng mở. Dạ. Nếu Phật ngài dạy về tuân tự pháp á, thì đồng thoại ngài có dạy về cái quả lành, cái lợi ích của bố thí, lợi ích của trì giới, rồi ngài dạy về cái lợi ích của sanh thiên, về các khối trời, về các thiên giới, và ngài cũng dạy về cái sự tu túc lục căn, ngài có thể dạy về đời sống xuất gia, chứ không phải ngài chỉ dạy cho một điều thôi. Dạ, về điểm này là chúng ta nên hiểu trong cuộc sống. Nếu mà ai đó gặp chúng ta mà nói rằng uống nước lạnh là tốt thì đồng ý là tốt, nhưng mà nếu tới ngày chưa uống lạnh không mà ăn cũng chết mà ăn á, thì có nhiều người ăn rau ăn củ là tốt, đồng ý rau củ tốt, nhưng mà chúng ta phải ăn cái gì có protein, chứ cái ăn có chất fiber không được. Hay hoặc giả là mình nói là trong cuộc sống vấn đề văn hóa là tốt, tôn giáo là tốt, giao dịch xã hội là tốt, vấn đề sống thượng tôn pháp luật là tốt, chúng ta thấy đưa nhiều cái tốt, nhưng mà gọi là có một cái mà mình gọi là tuyệt đối duy nhất, thì thật ra cái đó nó không phải là đạo Phật đâu. Vì vậy điều mà chúng tôi muốn nói, cái di sản của Đức Phật thì để lại cho chúng ta rất nhiều, nhưng mà di sản ở đây không phải là những cái chùa lớn, chùa to Phật lớn. Di sản ở đây không phải là một cái cơ cấu tổ chức, mà chúng ta nói di sản ở đây là một cái tinh thần rộng mở, một cái tinh thần rất thoáng, một tinh thần chấp nhận sự đa dạng. Chúng tôi nghĩ rằng đó là một ở trong những điều rất là quan trọng của Phật giáo, và đó là di sản mà Đức Phật để lại cho tất cả chúng ta hôm nay. Dĩ nhiên đây là ý kiến mỗi người mỗi người chúng ta đều có nhiều ý kiến khác nhau về mặt này, thì hôm nay riêng với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi chia sẻ như vậy. Còn bây giờ thì quý Phật tử cho chúng tôi một chút, không biết là Hòa Thượng Tuệ Siêu ngày có còn ở trước máy không? Nếu Hòa Thượng Tuệ Siêu còn ở trước thì chắc Hòa Thượng đi rồi. Thượng Tọa Pháp Tân ơi, Thượng Tọa Tân ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa bắt đầu cho buổi pháp đàm ngày hôm nay. Không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi Thượng Tọa Tân có bằng ở trước máy. Dạ. Thượng Tọa Tân, Thượng Tọa hoan hỷ chia sẻ một vài cái suy tư Thượng Tọa là đối với những gì mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta gọi là di sản của Ngài đó, thì điều gì là điều mà Thượng Tọa cảm thấy là tâm đắc nhất, cảm thấy rằng đây chính là cái
di sản mà của Đức Thế Tôn mà chúng ta là kẻ thừa tự. Xin kính tỉnh thừa tọa hợp tất. Dạ, sa thú, con kính tri ân hòa thượng Giác Đẳng. Nam mô Bụt Khai Giá, Nam mô Ma Giá, Nam mô Sân Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ hòa thượng Tề Siêu, hòa thượng Giác Đẳng, tọa minh hành đệ Tề Tri cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thị tín nữ. Theo con nghĩ rằng bản thân của con đó, con nghĩ rằng với Phật Pháp đã tồn tại hơn 25 thế kỷ rồi, thì lan rộng các cái quốc gia, rồi có những ngôi chùa ở các quốc gia, rồi trong đó có tăng đoàn ở các quốc gia. Thì cho tới bây giờ thì con thấy rằng mỗi một quốc gia thì có những cái hình thái tu học nó khác nhau một chút. Khác nó dựa vào cái Phật, đối với Phật giáo thì đối với tư tưởng của đạo Phật thì nó cũng không khác mấy, nhưng mà nó có khác nhau ở chỗ cái văn hóa, từ ở cái kiến trúc tập quán, rồi cái thói quen của mỗi vùng miền, mỗi địa phương nó cũng hơi khác nhau một chút. Ở đây con thấy rằng ví dụ như là theo con, bản thân con thấy rằng đối với Chư Tăng hay hoặc là Phật giáo tại Myanmar thì phần lớn thì chú trọng đến cái đời Tam Tạng Kinh Điển, chú trọng đến cái đời sống thiền hành trong đời sống hàng ngày. Rồi thí dụ như là ở Thái Lan thì mình thấy rằng cái hình thức tổ chức của tổ chức về các cái nghi lễ của Phật giáo thì đối với Thái Lan họ làm có vẻ là bài bản, rồi quy mô nó nhiều hơn. Nhưng bản thân con thấy là như vậy. Còn hoặc là một số các nước khác thì con thấy ở Việt Nam cũng vậy, có những cái mà mình nhiều khi thì nó ít có cái sự thống nhất hơn. Tại vì Phật giáo Việt Nam thì nó có nhiều cái tông phái, và mỗi cái tông phái thì nó khác nhau một chút, nhưng mà nó khác nhau ở hai cái tông phái là Nam truyền và Bắc truyền, thì mình thấy cái nghi thức nghi lễ nó hoàn toàn nó khác nhau nhiều. Thì ở đây con nghĩ rằng về các cái nghi thức lễ hoặc là tập quán ở trong cuộc đời này đó, thì mình thấy rằng nó có cái sự thay đổi, nhưng mà nó vẫn có một cái cốt lõi, cái điều mà mình nói rằng mình thừa hưởng cái di sản của Đức Phật để lại đó. Thì con nghĩ rằng đối với bản thân con nghĩ rằng ở đây đó thì về mặt hình thức thì có các cái tự viện, có các ngôi chùa, có các cái thiền viện, ở nơi đó có thờ Phật, rồi nơi đó có tăng đoàn tu học, nơi đó có những cái lễ nghi, nơi đó có những cái sự sinh hoạt của Phật giáo. Thì đó là cái hình thức mà mình thấy rằng ít nhiều thì cũng còn để lại cái điều đó. Mà ngày nay Phật tử ở trên các cái quốc gia đó, họ cũng biết đến đạo Phật, biết đến đạo Phật, rồi có thể là tìm hiểu đến đạo Phật, lời dạy của Phật, rồi hành trì theo lời dạy của Phật. Cái điều mà quan trọng con nghĩ rằng, bởi vì
như khi nãy Hòa Thượng Giác Đẳng nói đó, sự thật ra thì nếu mà nói rằng ngày xưa đó, thì tăng đoàn là chỉ nói đến các vị tỳ kheo, đặc biệt là nói đến bốn vị tỳ kheo được gọi là một tăng. Như vậy thì ở trong đó có sự hiện diện của tăng, hiện diện của tăng. Phật giáo mà được tồn tại đó, thì nó không thể thiếu hình ảnh của tăng, không thể thiếu. Bởi vì tăng là những cái vị mà tu hành, những cái vị đang hành trì cái lời dạy của Phật. Và cũng có thể là tuyên thuyết hay là giảng thuyết cái lời dạy của Phật cho mọi người, cho quần chúng có thể nghe để thấu hiểu, để hành theo. Như vậy biết đến đạo Phật á, thì cũng phải biết đến tăng. Do biết đến tăng, cái sự nói truyền từ đời này sang tới đời khác, từ thế hệ này thế hệ khác, có bậc tiền nhân rồi cho đến những cái người hậu học sau này, có sự nối thừa như vậy, kế thừa như vậy, thì đó là hình ảnh của tăng để biểu hiện lên cái sự tồn tại của Phật giáo. Mà cái điều đặc biệt hơn thì con nghĩ rằng mình thừa hưởng được cái giáo pháp của Đức Phật rất là nhiều. Thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật rất là nhiều. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật còn tồn tại đó, chính là nhờ cái việc hành trì. Hành trì. Nếu mà mình không có hành trì cái lời dạy của Phật đó, không hiểu và không hành được đó, thì cái đó nó dễ dàng bị mai một lắm. Một khi mà mình đã có một cái sự nhận thức đúng đắn về niềm tin và cái sự hiểu biết của mình bằng cái trí tuệ ở trong cái lời dạy của Phật đó, thì con nghĩ rằng có gì đi nữa thì đạo Phật có những lúc thăng lúc trầm, có những cái lúc thịnh lúc suy, nhưng mà có được cái người mà hiểu và hành được lời dạy của Phật đó, thì con nghĩ rằng cái đó là cái diền mối giúp cho Phật Pháp được tồn tại. Chứ còn nếu không có người hiểu và hành lời dạy của Phật đó, thì dù là có những cái ngôi chùa, cái tự viện cho thật to đi nữa, nhưng mà rồi đó là dễ dàng bị mai một. Có thể niềm tin bị lệch lạc đi, vì không hiểu cái lời dạy của Phật, cũng như là không hành trì cái lời dạy của Phật. Cho nên là bị một cái tác động gì đó từ ở bên ngoài, rồi ngay cả trong nội tại của người đó, họ không hiểu được hoặc là họ không hành được đó, thì lâu ngày nó sẽ là mai một vào pháp tối. Con thấy rằng là Tam Tạng Kinh Điển còn cái quan trọng là giống như mình thấy rằng càng về sau này đó, thì lại cần có nhiều cái chủ trương nó đi xa đi cái nguồn gốc của Phật, xa đi những cái chỉ của Phật. Và đi xa như vậy mà mình không nhận ra, hoặc là có khi tự cho mình là cái người hay, người giỏi hơn, người hay, người giỏi hơn Phật, cho nên là mình sáng kiến ra nhiều cái nó hay quá. Khi nghĩ rằng mình hay như vậy đó, cho nên là mình đi xa. Đi xa, thí dụ như là nói cụ thể hơn, rõ hơn á, là nhiều khi á, là mình không chú trọng đến đời sống nội tại ở nội tâm, việc hành trì, mà mình chú trọng đến những cái hình thức ở bên ngoài quá nhiều. Rồi khi biến cái niềm tin của người Phật tử nói riêng và cái người tu Phật nói chung thì sẽ là bị lệch lạc, vì lúc đó không hiểu cái tôn chỉ của Phật là gì. Cho nên là nghĩ rằng cái tôn chỉ của Phật là những cái nghi thức đó, những cái hình thức đó, những cái lễ nghi đó, mặc dù là lễ nó làm nên cái sự trang nghiêm, làm nên cái đẹp ở trong một tôn giáo, trong một tôn giáo, thì trong đó có Phật giáo. Nhưng mà nếu như mà mình chú trọng đến những cái hình thức ở bên ngoài quá, mà mình không có
quan tâm đến đời sống nội tại, tức là Đức Phật ngài dạy cho cái phương pháp hành. Phương pháp hành, nói hành thì mình nói cụ thể, nói rõ hơn là mình hành đời sống thiền tập. Nhưng mà hành ở đây đó có nghĩa rằng mình hành theo cái lời dạy của Phật, cả giới, cả thí, cả cung kính, rồi cả nghe pháp, rồi cả phục vụ, rồi cả cái việc mà mình hành trì thiền tập ở trong đời sống hàng ngày, thì con nghĩ rằng cái đó nó quan trọng. Sự thấm nhuần đó nó giúp cho Phật giáo được tồn tại. Và chính vì vậy đó, con nghĩ rằng cái điều mà nói rằng cái di sản của Đức Phật để lại đó, thì cái di sản đó nó rất là quý, đó là pháp học lẫn pháp hành. Con nhớ ở trong cái bài kinh Thừa Tự Pháp trong bộ kinh đó, thì có một lần nọ đó, thì hai vị tỳ kheo đi xa về, thì quá giờ trưa, cho nên là hai vị tỳ kheo rất là đói bụng. Thì Đức Phật nghĩ là nếu mà khi mà về đến Đức Phật, về đến chỗ Phật thì quá giờ trưa rồi, cho nên là Phật mới nói rằng cái tàn thực của Như Lai còn, thì nếu các thầy đói thì các thầy muốn dùng thì dùng. Thì có một thầy thì đói thì dùng, có một thầy kia thì dùng, một vị tỳ kheo nọ thì dùng, mặc dù là quá giờ trưa. Còn một vị tỳ kheo kia đó nghĩ rằng mình không dùng để rồi hành trì. Thì lúc đó Đức Phật ngài nói rằng ngài tán thán là cái vị tỳ kheo mà không có dùng trưa đó, không có dùng trễ giờ đó, là cái người mà gọi là cái người Đức Phật ngài mới nói rằng đệ tử của Như Lai đó là cái người thừa tự giáo pháp, chứ không phải là thừa tự tài vật. Cho nên cái chung nhất đó là Phật muốn đệ tử của ngài thừa tự cái giáo pháp này, tức là mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật để củng cố cái tri kiến, để hành trì cho một cách đúng đắn và nghiêm túc, để có cái an lạc, để có được cái sự giải thoát ở trong tương lai. Điều mà Đức Phật ngài mong muốn là như vậy. Cho nên là ngài nói rằng đệ tử của Như Lai là cái người thừa tự giáo pháp, chứ không phải là người thừa tự đại Phật. Cho nên cái người tu đó, con nghĩ rằng Phật giáo mà được tồn tại lâu dài, nó vẫn có cái tinh ba cốt lõi của nó. Tinh ba cốt lõi của nó. Và những ai mà chú trọng đến cái tinh ba cốt lõi đó thì sẽ được bền chặt, lâu dài. Giống như thời gian vậy đó, nó trôi qua, hình thức Phật giáo có thể thay đổi theo thời gian, nhưng mà nếu mà ai nắm được cái diền mối và hành trì được cái cốt lõi, cái tinh ba đó, thì đó là cái giúp cho Phật giáo được tồn tại. Con nghĩ rằng cái người mà thừa tự tài sản, thừa tự giáo pháp của Đức Phật, thừa tự cái di sản của Phật đó, thì bởi vì mình tu đó, là một vị tăng sĩ hay là một cái người cư sĩ, thì mình vẫn có những cái hình thức, là những cái hình thức đó nó nhờ cái gì? Nhờ cái đời sống nội tại, nhờ đời sống cốt lõi mà người đó có hành trì, hiểu được lời dạy của Đức Phật. Dù mai sau có thay đổi gì đi nữa, vật chất có suy cạn gì đi nữa, Thì chúng ta cũng biết đến Phật, cũng biết đến Phật, cũng biết được cái lời dạy của Phật. Dù là chúng ta thấy rằng những cái nơi mà quan sơ nhất, mà mới đó, nghèo nàn về vật chất, người ta cũng dựng lên cái máy tranh, dựng lên cái mái lá để người ta che cái tượng Phật, để người ta thờ, rồi người ta cung kính đảnh lễ, rồi người ta hành trì. Trong khi nếu mà
nếu mà không có cái cốt lõi, tức là không có hành trì lời dạy của Phật, không hiểu lời dạy của Đức Phật, thì nhiều khi người ta nghĩ Đức Phật là lạnh đó, nghĩ như Phật như là một thần linh gì đó, hay hoặc là có thể rằng nghĩ một thần linh này như một Đức Phật, hay là nghĩ thần linh kia như một Đức Phật, thì nó mất đi, nó mất đi, rồi mất luôn cả cái lời dạy của Phật, để rồi không có hành trì mang đến cái lợi lạc ở trong cái đời sống tu tập nữa. Cho nên con nghĩ rằng ở đây khi mà nói đến cái việc mà thừa tự cái di sản của Đức Phật, thì nếu như một người tu hay là bậc trong hàng tứ chúng, là mình hiểu được cái lời dạy của Phật, mà muốn hiểu thì mình phải tìm hiểu bằng hình thức này hoặc hình thức nọ để rồi mình hiểu. Rồi khi mà mình hiểu rồi á, là mình nên hành trì cái lời dạy của Phật, hành trì cái lời dạy của Phật, thì cái đó đó nó không có thay đổi, thời gian nó có như thế này thế nọ, rồi cái hiểu của mình nó đầy đủ như vậy đó, thì sau này có truyền tụng lại, có nhắc nhở lại, hay là có phiến tấn lại những cái lớp hậu học sau này đó, nó vẫn còn giữ được cái diện mối đó, giữ được cái diện mối đó, cho nên giúp cho cái thế hệ sau nó bảo tồn được, bảo tồn được cái di sản như là đã nói là giáo pháp của Đức Phật hay là hình ảnh của Đức Phật. Thì con nghĩ rằng cái hình thức nó cũng là việc để hỗ trợ giúp cho Phật pháp được tồn tại, nhưng mà cái điều đặc biệt hơn để giúp cho Phật giáo tồn tại một cách lâu dài bền vững đó, chính là cái nội tại, tức là Tam Tạng Kinh Điển cũng như là cái việc hành trì thiền tập trong đời sống hàng ngày. Chỉ có sự tĩnh lạc, chỉ có những cái người mà an tĩnh thì cái người đó họ mới có cái sự thâm sâu ở trong cái lời dạy của Phật được, mới tìm được cái nguồn an lạc, chứ không phải là chỉ những cái hình thức không. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Chúng tôi xin được chia sẻ với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì kính thỉnh Hòa Thượng trở lại Mô Bút Thai nha. Sa thú cái trình từ tổ hợp tân khuế câu pháp đàm vừa rồi. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi sẽ trở lại để từ tổ hợp tân giảng một câu nữa, nhưng mà để từ tổ nghĩ một chút. Bây giờ thì chúng tôi sẽ được đề cập đến một cái khía cạnh này, là về sự thừa tự pháp bảo hay là thừa tự cái di sản mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Nói một cách không có sự nhầm lẫn đó, là cái gia tài giáo pháp Đức Phật để lại cho những thế hệ về sau đều đó là một gia tài rộng mở, ai cũng có thể hưởng được bằng cách này hay cách khác, ít hoặc nhiều tùy ở mỗi chúng ta mà thôi. Không phải là mình ở một nơi nào đó mà thật sự mình thấy hưởng được những gì mà nơi đó mang lại cho mình. Chúng tôi sống ở tại thành phố Houston, thưa quý vị. Thỉnh thoảng có những khi mà Phật tử trong chùa họ muốn đi đến một cái hồ hay một cái công viên quốc gia, hoặc giả là lái xe trên một đường xa lộ mà có nhiều cái hoa gọi là wildflower, thì những lúc đó chúng tôi có nghe quý Phật tử trong xe quý vị thường nói rằng mình ở đây lâu mà mình lại không biết mấy chỗ này đẹp quá. Chúng tôi hoàn toàn cảm thông là nhiều khi không đúng cái duyên, không có gặp lúc thì cũng không đi. Nhưng mà phải nói rằng có rất nhiều trường hợp là chúng ta sống trong một thành phố, và nhất là thành phố lớn, thì chúng ta chỉ để ý đến từ điểm A đến B một vài nơi mà mình thường lui tới. Chúng ta ít có dịp để đi, để biết mọi thứ mọi nơi. Điều này tương tự với
cái di sản giáo pháp Đức Phật để lại cho chúng ta. Đa số Phật tử ngày nay chỉ đi chùa và chỉ muốn có cái việc mà cúng kính lễ lọc, gặp chư tăng rồi thôi. Nhưng mà không phải có nhiều người nhận ra được rằng chúng ta có một cái gia tài đồ sộ mà Bậc Đạo Sư đã để lại. Gia tài đó có nhiều lúc thậm chí chúng ta cúng tiền vào để ấn tống, để phát cho người khác, nhưng mà chúng ta cũng không đọc. Không đọc. À, khoảng chừng 2 tháng trước, chúng tôi có dịp nói chuyện với một Phật tử từ ở trên Dallas, họ xuống đây thăm chùa. Và trước khi về thì hai vợ chồng cũng gặp chúng tôi. Chắc là hôm nay ở trong lớp học này chắc không biết là có hai vị đó không. Thì hai vị đó nói rằng từ lúc mà trong lớp Phật Pháp Buddha Dhamma có giảng tương bộ kinh đó, thì nó mới trở lại mới thấy rằng ở trong tương ứng có nhiều cũng rất là hay. Ông chồng thì nói là trước kia là chỉ thường thích đọc Trung Bộ, và người vợ thì chỉ nói đọc Trung Pháp Cú với những tích truyện. Nhưng mà sau này qua những cái bài giảng chỉ tăng trung tương bộ thì mới thấy rằng bộ kinh đó chứa được rất nhiều điều cũng thích thú. Đây không phải là một trường hợp nhất, có rất nhiều trường hợp mà chúng ta biết một vị sư ở trong chùa lâu mà kinh sách là để trong tủ, kinh sách cũng về cho có, nhưng mà lại cũng không có đọc, cũng thì nhiều để mình đọc kỹ, có lời lạc. Và chúng ta nhớ nó có trường hợp này xảy ra đó, là thỉnh thoảng có một vài vị cao tăng mất đi, thì ta cần tổ chức tăng lễ rất là long trọng, nhưng mà khi những vị cùng xuống thì cũng không có cái người thật sự lưu tới để mà diễn biến, để mà học. Đó là cái trường hợp của phần đông chúng ta. Lâu lâu mình phải tự đặt một câu hỏi là chúng ta có thực sự muốn được hưởng và tìm cách để được cái di sản để lại, và chúng ta hưởng được cái nào? Bởi vì thứ gì không phải ai cũng hưởng được giống nhau hết. Cái Đức Phật còn tại thế, ngay ở trong chùa thì đi, thì thứ gì cũng có những cái dấu. À, có khi là 6 vị Việt theo, có khi đúng là 16 vị. Vâng vâng. Những vị này thường sống trong giáo pháp, nhưng mà được Đức Phật ngài dạy như là một cái muỗng trong nồi canh, không có thưởng thức được cái gì cả. Vì sống trong giáo pháp, ở trên đó là có Đức Phật, ở chung quanh là có những bậc thánh đệ tử, những bậc cao tăng như ngài Xá Lợi Phất, là một thiền liên như Tôn Giả Nam Đạo, vân vân, nhưng mà cũng không hưởng là những vị này đã hướng được cái gia tài của giáo pháp. Nói chi chúng ta ngày hôm nay đã rất lâu Đức Phật ở Việt Trung. Thì bây giờ muốn trở lại một chút với thượng tọa Pháp Tân, và sau câu này thượng tọa Pháp Tân thì chúng tôi sẽ có một số những cái đề nghị cụ thể. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa có, và nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được xin thỉnh thượng tọa hoàn thiện trả lời cho câu thơ phúc đàm thứ hai ở trong buổi sinh hôm nay. Dạ. Thưa Pháp Tân, chúng ta làm thế nào mà để thấy được rằng chúng ta thừa hưởng được cái gia tài pháp bảo mà Phật để lại? Nhưng có nhiều Phật tử nào đó họ nói rằng con rất là có đức tin, có nhiều, có sự tôn kính với pháp bảo, nhưng mà làm sao gọi là thật sự thừa hưởng được gia tài pháp bảo? Thì xin thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ cho một vài cái hướng dẫn cụ thể. Cái tính thượng tọa. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, kính chào đại chúng trong rung. Con nghĩ rằng chúng ta được có cái may mắn là đến với Phật Pháp này, ít nhiều cũng học hiểu rồi hành trì cái lời dạy của Phật. Cho nên con nghĩ rằng ở đây đó là khi mà mình sống với đạo, tức là đời sống của mình trước tiên đó là
phải hành thực hành theo cái lời dạy của Phật để mình tìm được cái sự an lạc cho mình, giải thoát cho mình. Rồi ở đây con nghĩ rằng giống như là mình nói mình báo ơn Phật, sự thật Phật thì cũng không mong muốn gì mình báo ơn, nhưng mà mình làm cho Phật giáo được xương minh, được tồn tại lâu dài, hay là được phát rộng rãi ra đấy, thì cái cách gì đó bản thân của mình thì mình sống với một cái đời sống mà gọi là sống trong pháp, sống trong pháp. Thì bên cạnh đó con nghĩ rằng dù là mình xuất gia hay là tại gia đó, thì mình phải dám, mình cũng phải giống như là mình phải dám hy sinh, hay là dám làm ra những cái chuyện giống như là mình có thể nỗ lực để mà mình làm cái gì đó lợi ích cho Phật pháp, tức là để làm sao mà mọi người được hiểu thấm nhận được cái lời dạy của Phật và hành trì cái lời dạy của Phật. Thì con nghĩ cái đó cũng là cái cách để làm, để nhớ đến ơn Phật, nhớ đến ơn Phật. Con nghĩ như thế này, đối với người Khmer thì họ có một cái suy nghĩ xưa kia, cho đến ngày hôm nay thì cũng có một, cũng còn cái điều đó, nhưng mà nó cũng bị phai lạc, phai dợt đi. Đó là sao? Họ nghĩ rằng họ đi tu, họ xuất gia đó, là dù họ xuất gia cho 3 năm. Ngày xưa thì họ nghĩ rằng họ đi tu, đi xuất gia là 3 năm. Một năm đó là họ tu cho họ. Năm thứ hai là họ báo hiếu. Một năm nữa là họ báo hiếu cha mẹ, ông bà. Rồi một năm thứ ba nữa là họ đền đáp cái công ơn của những người đàn tính, những người mà đã hộ độ cho họ, hộ độ cho những cái vị sư đi tu, xuất gia, rồi học đạo, rồi hành đạo trong ba năm đó. Thì cái suy nghĩ đó, con nghĩ rằng nó mang tính rộng rãi. Nhưng mà dù gì đi nữa thì đó cũng là một cái phong tục tập quán của những người Khmer thôi. Nhưng mà bây giờ nếu như mà mình xuất gia tu, cái người tu cũng vậy, để mà mình làm, con nghĩ rằng nó cũng tùy thuộc vào cái điều kiện, tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, tùy thuộc vào cái môi trường sống của mình. Cho nên con nghĩ rằng mình làm cái gì được, từ ở cái việc mà làm sao cho mỗi người hiểu được cái lời dạy của Phật để rồi hành trì. Cái gì mà mình hướng thiện cho người khác được thì cũng nên làm. Thì giống như giáo pháp của Đức Phật thì như là cái câu mà gọi là ngài Nara, ngài nói là có sữa cho trẻ em. Giáo pháp của Đức Phật là có sữa cho trẻ em, có bánh cho người lớn, vân vân, ví dụ vậy. Như vậy thì ở đây đó, người ta ảnh hưởng từ đạo Phật nó nhiều lắm. Giống như ngày nay mình thấy rằng có những người đi đến chùa mà gọi là để mà mình, người ta là những người Phật tử thuần thành thì cũng không mấy người. Để có người đi đến chùa đó, họ thích nhìn ngắm rồi họ đi về. Rồi có người thì đến chùa chỉ thích làm công quả, thích làm công quả, quét dọn lau chùi gì đó rồi họ về, chứ họ cũng không muốn tìm hiểu gì hơn đâu. Có người thì thích đi đến chùa tụng kinh bái sám, có người đi đến chùa thích học Phật pháp, có người đi đến chùa thì thích hành thiền. Thì con nghĩ rằng là Phật pháp là vậy. Phật pháp nó tùy theo cái căn nguyên, cái nướng của mỗi người, người thích như thế nào, miễn là hướng thiện đến cho họ, hướng thiện đến cho họ. Họ thích làm công quả thì đến chùa làm công quả,
thích ngồi thiền, đến hành thiền thì đến chùa hành thiền, học thiền. Có người thì thích đi đến chùa để học Phật Pháp, thì mình cũng sẵn sàng để mà mình nói Phật Pháp để cho họ nghe, họ hiểu. Nhưng mà cũng nhằm cái mục đích chung á, là hướng thiện thôi. Hướng thiện. Cái người làm công quả vì họ cũng có cái đức tin, họ muốn tạo phước, cho nên họ đến họ làm công quả. Rồi có người thì thích tụng kinh, vì họ nghĩ là tụng kinh là cái gì đó để giúp cái tâm họ an tịnh, hay là tụng kinh đó là giúp cho họ là được an bình ở trong cái đời sống do những lời kinh tiếng kệ mà họ tụng kinh. Có người thì thích đi đến chùa để học Phật Pháp vì họ muốn tìm hiểu, học Phật Pháp. Rồi từ khi mà họ học Phật Pháp, họ hiểu đó, thì họ lại càng hiểu thêm, họ càng thích thú để tìm hiểu thêm. Rồi họ, cái niềm tin của họ càng ngày càng vững hơn. Rồi cái sự hiểu của họ, cái tri kiến của họ nó cũng có thể dễ dàng, họ mở rộng hơn thêm, mở rộng hơn thêm. Rồi đó, từ đó họ có thể là thích đi đến hành thiện. Hành thiện thì cái gì cũng vậy, để là hướng đến cái đời sống thiện cho họ. Thì con nghĩ rằng giáo pháp này cũng vậy. Mình có những người đó thì họ không thích hành thiền, mà họ chỉ thích đi làm công quả. Có người thì thích tụng kinh, nhưng mà họ không thích hành thiền, vân vân. Thì tùy vào cái phương hướng của họ, tùy vào sở thích của họ, nhưng mà đều là để hướng thiện. Đừng cho cái sự hiểu của mình nó không đúng đắn, cái niềm tin của mình nó không đúng, nó lệch lạc, hay là cái tri kiến của mình nó sai lệch, thì nó không tốt thôi. Nhưng mà nếu như mình đồng đến hướng thiện đó, với cái tâm hướng thiện đó, là mong sao để được sự an lạc ở hiện tại cũng như là trong tương lai, thì cái điều đó phải hiểu rồi hành trì cái lời dạy của Phật. Thì con nghĩ rằng có những cái nơi đó thì thật khó làm đạo, nhưng mà có những cái nơi thì cũng có thể dễ dàng thuận lợi trong cái cách làm đạo. Nhưng mà ở đâu cũng vậy, mình đều thứ nhất là vừa tu cho bản thân mình, cho bản thân của mình. Điều thứ hai là mình tạo làm sao cho Phật Pháp được sư minh, cũng là cái cách mà mình tạo bồi bổ công đức cho mình, phước đức cho mình, và cũng là để cho Phật Pháp được sư minh một cách rộng rãi, rồi Phật Pháp được tồn tại. Đó là cái cách mà con nghĩ rằng nó thích ứng cho tùy vào mỗi cái hoàn cảnh. Bởi vì cái việc mà mình thừa hưởng cái tài sản của Phật, cái gia sản, cái di sản của Phật, nó rất là quan trọng. Khi mà mình biết được cái giá trị tự thân của mình, rồi mình đem cái giá trị đó mình lan truyền cho mọi người, truyền cho mọi người đều được cái sự lợi lạc đó, thì con nghĩ rằng đó là cái cách mà giống như là một phần để mà mình báo ơn Tam Bảo. Báo ơn Tam Bảo, nhớ ơn đến Thầy Tổ, nhớ ơn đến Tam Bảo, nhớ ơn đến những Phật Pháp này, đến với Phật Pháp này, rồi sẽ làm lan rộng Phật Pháp hơn thêm. Cái điều mà mình thọ ơn, thì có nghĩa rằng một người mà biết thọ ơn như là một cái người tu, thì mình chỉ là việc tu thôi. Mình đáp ơn là mình tu thôi. Và mình tu để rồi mình làm lại, làm cái gì đó lợi ích cho Phật Pháp này, để cho Phật Pháp này càng ngày càng xưng minh hơn thêm, hay hoặc là Phật Pháp này được tồn tại lâu dài, chính là mình đáp ơn đối với những cái gì mà mình gọi là mình mang ơn, hay là mình thọ ơn đối với những người mà mình đã thọ ơn, đối tượng mà mình thọ ơn. Con xin có cái ý để chia sẻ qua cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Bây giờ thì con kính thỉnh Hòa Thượng trở lại. Nam Mô Thầy Gia. Sa thú kính trừng Thư Tổ Pháp Tình với câu Pháp thoại vừa rồi.
Bạch chư Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, chúng ta đã trải qua một tuần lễ. Và trong tuần lễ này đặc biệt là đồng hướng tâm về đại lễ rằm tháng tư, một mùa lễ tương đối là bận rộn đối với cả hai giới xuất gia và tại gia, và đặc biệt là chư tăng. Ở trong những giờ phút sau cùng của chương trình một tuần lễ này, xin được nói lên hai điểm. Điểm thứ nhất là cho dù chúng ta là ai, xuất gia hay tại gia, đi chùa đã lâu hay là mới đi chùa, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng để có được một cái nhận thức rõ về Đức Phật thì không phải đơn giản là mình quy y hay là mình đi chùa thắp nhang lại Phật hay là phát khởi cái niềm tin để quy y Tam Bảo, như vậy là đủ. Bất cứ ai tu tập đều phải trải qua một cái quá trình để thành tựu niềm tin chân chính, gọi là chánh tín, rồi thành tựu cái kiến thức, cái tri kiến chân chính, gọi là chánh kiến, rồi thành tựu được chánh hạnh, rồi cuối cùng chúng ta đạt đến chánh giải thoát. Cho đến khi nào chúng ta thành tựu được quả vị Tu Đà Hoàn thì lúc đó chúng ta mới có thể gọi là một người đã có một cái niềm tin bất động lên bảo. Nhưng mà thưa quý vị, ngay cả khi chúng ta có cái niềm tin bất động ở Tam Bảo rồi, và để thực sự hiểu Đức Phật thì cũng không phải là có thể hiểu liền hiểu hết nếu chúng ta chưa đạt đến cảnh giới hoàn toàn giải thoát. Chúng ta khoan nói đến chuyện Niết Bàn hay là các quả chứng hay là những tầng thiền cao, chỉ riêng điều này thôi là Đức Phật dạy chúng ta quán sát cái tướng sanh diệt của pháp hữu vi. Đức Phật dạy chúng ta sau khi thấy được sự vô thường, thấy được cái tính trống rỗng, thấy được tính vô ngã, đây là những bài học lớn và không phải dễ tiêu hóa. Nhiều khi chúng ta không muốn nhìn, chúng ta không muốn nghe, chúng ta không muốn suy tư. Thí dụ như hôm nay mình làm được việc gì quả thích mà bảo rằng mình phải tâm niệm vô thường, một ngày nào đó đó cái này sẽ hoại diệt, thì thật sự chúng ta khó cam lòng. Dạ, rất là khó cam lòng. Chiều hôm qua, thưa quý vị, một số quý Phật tử và chúng tôi có trồng một ít hoa ở chung quanh tháp Xá Lợi. Sáng sớm hôm nay chúng tôi đi bộ ở bên ngoài và nhìn những cái hoa nở dưới ánh ban mai ở chung quanh tháp. Thực tình trong lòng hoan hỷ. Và bây giờ chúng tôi có nghĩ đến một điều rằng đây nó cũng là một dịp tốt để chúng ta suy niệm về sự vô thường. Những chậu hoa này bây giờ thì đang nở hoa, nhưng mà chắc chắn là ở trong một thời gian nữa thì hoa sẽ tàn. Rồi mùa xuân đi qua, mùa hè đến, rồi mùa thu, rồi mùa đông, rồi hoa cũng sẽ tàn, sẽ nở theo thời gian. Bản thân của chính mình cũng vô thường với thời gian. Ngay cả ngôi tháp này, ngôi chùa này, nó cũng vô thường với thời gian. Vậy thì trong sự vô thường đó, mình nhận thức bằng cách nào? Mình cảm nhận bằng cách nào? Mình tiêu hóa bằng cách nào? Rồi mình đem vào trong đời sống hàng ngày như thế nào? Nó chỉ đơn giản là mình bỏ thời giờ ra trồng một chậu hoa. Bây giờ mình nghĩ đến cái sự vô thường, sự sanh diệt của nó, thì quý vị thấy rằng nó tạo nên cho chúng ta một cái lực vô hình
lực vô hình đó đó là cái gì làm cho chúng ta dao động trong cuộc sống. Mình biết cái thực tế nó là như vậy, và đồng thời mình cũng có một cái thưởng thức khác, một cái cảm nhận khác. Và hai cái xung lực này nó đối chọi lẫn nhau. Thì thưa quý vị, đó là cái chuyện trong hiện tại, chứ đừng nói chi là đạo quả xa xôi. Hay hoặc giả là Đức Phật dạy ở trong kinh Trung Bộ cho tôn giả Gaudiya, đối với tất cả pháp thì nên thường xuyên tâm niệm rằng đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Những lời dạy đó của Đức Phật được chúng ta áp dụng thế nào trong cuộc sống hàng ngày, được chúng ta áp dụng như thế nào khi chúng ta đối diện với cái vui, cái buồn, những cái mà chúng ta nghĩ rằng đúng sai, phải quấy, hơn thua, đặng mất vinh dục. Chúng ta đối diện những điều thế nào? Chúng ta có cảm nhận được cái gọi là ta, cái gọi là của ta, tự ngã của ta, nó chỉ là một ảo giác hoàn toàn hay không? Thưa quý vị, ngày Bình Dương Tô này có dạy đó là Phật Pháp không thể chỉ hiểu bằng trí văn, mà còn phải hiểu bằng trí tư, và còn phải thấu triệt bằng trí tu nữa. Trí văn là cái gì mà chúng ta được nghe, được học. Trí tư là sự suy nghiệm. Trí tu là tuệ giác sáng suốt do sự tu tập. Mà đa phần là chúng ta dừng lại ở tại ngưỡng cửa trí văn. Và nếu chúng ta tha thiết lắm, quan hệ lắm, thì chúng ta đi sâu hơn là vào trong cảnh giới của suy tư. Nhưng mà về cái gọi là tu huệ hay là trí tu đó, thì chúng ta lại không có. Chúng ta không có nhiều. Cái trí tu đó đưa chúng ta trở về với thân, với tâm của mình. Đưa chúng ta trở về giây phút hiện tại này. Đưa chúng ta đối diện với cuộc sống rất là thực. Mà thông thường cái học của chúng ta về Phật Pháp, học chúng ta lời Phật dạy đó, mang tính chất là triết lý, mang tính cách là lý luận, mang tính cách là thỏa mãn tri thức nhiều hơn là nhìn Pháp ngay trong đời sống thực tại. Thật ra thì nếu vị nào, nếu chúng ta đọc kinh Đại Tín Niệm Xứ đó, thì những cái đề tài rất là căn bản như là năm truyền cái, như là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, như là thức giác chi, như là tứ thánh đế, những đề tài đó đều được một hành giả tu tập nhìn thấy, hiểu biết, xác chứng, thấu triệt ngay ở thân tâm của mình. Đối với nhiều người trong chúng ta thì điều đó vẫn là xa lạ, xa lạ lắm. Đây là truyền cái, đây là năm thu quẩn, đây là sáu nội xứ, đây là sáu ngoại xứ, đây là thất giác chi, đây là tứ thánh đế. Đó là đề tài mà chúng ta tìm thấy ở kinh điển. Đó là đề tài chúng ta tìm thấy ở những bài pháp. Nhưng mà chúng ta đọc những đề tài đó trên chính thân tâm mình như thế nào thì không đơn giản. Chúng tôi đã từng nghe có một người mà ngồi đó đưa ra một lô những cái lý luận, những cái quan niệm về xe cộ. Nhưng mà tới khi xe hư mở ra, tìm cái chỗ đi đủ nhất thì không biết tìm chỗ đủ nhất thế nào. Điều đó chúng ta phải nhìn nhận một cái sự thật. Mà muốn nói phủ phàng cũng được, mình muốn nói sự thật buồn cười cũng được trong cuộc sống đó, là giữa cái lý thuyết và cái thực tế, sự thực hành đó, nhiều khi nó cũng khoảng cách rất xa, xa lắm. Vì vậy, khi đến với giáo pháp của Đức Phật, niềm tin không đủ, chỉ tin tưởng không đủ, và chỉ nghe, chỉ hiểu cũng không đủ, suy tư không đủ, mà chúng ta phải thể nghiệm Ehipasiko đến để mà thấy. Và thưa quý Phật tử, tuần lễ vừa qua, chúng ta tự đặt cho mình một thử thách rất lớn.
thử thách đó là tìm lại cái hình ảnh của Đức Phật. Một hình ảnh mà đối với chúng ta quá trừu tượng, quá xa xôi, quá thâm sâu, quá tế nhị. Cho dù chúng ta đã nói nhiều về một vị Phật toàn giác, chúng ta nói về một vị Phật lịch sử, chúng ta nói về Phật quả vô thường, chúng ta nói về con đường hoằng hóa của Đức Phật, chúng ta nói về lòng từ bi của Đức Phật. Nhưng mà chắc chắn là trong tâm của mỗi chúng ta, hình ảnh của Đức Phật không giống nhau giữa người này và người khác, giữa nhận thức này, nhận thức khác. Nhưng mà điều đó không sao hết. Điều đó tự nhiên như vậy. Không phải là chúng ta làm được chương trình một tuần lễ này rồi mỗi người phải suy nghĩ giống nhau. Chúng ta không có ý như vậy. Nhưng mà thử thách lớn nhất ở tại đây là tìm về một cái hình ảnh, một hình ảnh cổ xưa. Chúng tôi nhớ nhiều năm về trước chúng tôi có phim, có một phim tài liệu, và cái phim tài liệu này được thực hiện bởi một cái đài gọi là History Channel, một đài chuyên nói về lịch sử ở của Hoa Kỳ. Ngày xưa mình phải có cable, còn bây giờ chúng ta lên trên YouTube thì có nhiều lắm thưa quý vị. Thì trong đài này họ bỏ công ra để họ tạo dựng lại cái đời sống của những người Ai Cập. Những người Ai Cập thời mà chúng ta nói rằng 5.000 năm về trước, hoặc xưa hơn nữa, khi mà vua Pharaoh còn cai trị đất nước Ai Cập, khi mà người ta tạo những cái kim tự tháp là kỳ quan của thế giới. Chúng tôi biết rằng những học giả, những nhà khảo cổ và kể cả những người làm phim ảnh của Hollywood, họ đã phải ngồi lại để bàn luận, họ đã ngồi lại để cùng nhau tưởng tượng dựa trên những gì mà họ khai quật ở trong các cái kim tự tháp, trong các lăng mộ, qua những bích họa, qua những cái bia ký mà bằng chữ cổ mà họ đọc được. Họ cố gắng dựng lại đời sống đó. Thậm chí là về sau này họ còn làm một cái xưa gần hơn chúng ta, đó là cuộc sống của những người La Mã mà thời của Caesar chẳng hạn. Được sống mà thời của La Mã đang là đỉnh cao của nền văn minh Âu Châu. Vậy thì cái cố gắng đó có hoàn toàn trung thực không? Thì chúng tôi thưa rằng họ cố gắng hết sức để họ dựng nên những cái cảnh mà họ nghĩ rằng rất gần, rất giống. Nhưng mà chúng ta cũng không nên ngây thơ nói rằng điều đó giống hoàn toàn. Tại vì kỳ thật mà nói đó, chúng ta đang cố gắng ghép lại những mảnh rời của quá khứ. Và có rất nhiều cái mảng mà chúng ta không thấy được. Chúng ta có thể hình dung được một số về y trang, về y phục của những người thời đó, những con phố, những con đường, cuộc sống vân vân. Nhưng mà chúng tôi không nghĩ rằng ai trong chúng ta có thể dựng lên một cái trung thực hình ảnh của quá khứ. Thì đó là một thử thách giống như hôm nay. Chúng ta cố gắng để tìm đọc, để nghe, để suy nghiệm về cuộc đời Đức Phật. Nhưng mà thưa quý vị, như Ngài Bà Chúa Tôi nói rằng, cái hành trình mà đi đến nơi mà chúng ta gọi là thật sự hiểu, thực sự biết về Đức Phật, đó là hành trình dài, tùy thuộc rất nhiều vào căn cơ, vào cơ địa, vào căn tính, vào sự tu tập, vào cái trí giác của chúng ta. Và dĩ điều này khác biệt người này và người khác. Tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn tin một điều rằng, ngày nào mà người con Phật còn có chiêm nghiệm về cuộc đời của Ngài, càng hiểu về Ngài, thì ở trong sự chiêm nghiệm đó, chúng ta thu lượm được rất nhiều những cái viên ngọc quý, những giá trị cao đẹp. Và ở trong đó chúng ta đang được hưởng di sản mà Đức Phật đã để lại cho tất cả chúng ta, những đứa con của Ngài. Chúng tôi xin được thay lời cho toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử đem tất cả những cái phước hạnh mà chúng ta đã làm xuyên suốt trong tuần lễ vừa qua, trong mùa khánh nạn năm nay. Thứ nhất là xin được nhất tâm hồi hướng đến các bậc hữu ân,
cha mẹ, thầy tổ, các bậc sư trưởng, các bậc ân nhân, không phải đời này mà nhiều cái quá khứ của chúng ta. Mong cho tất cả nhận được phước lành và hưởng được nhiều sự lợi lạc. Chúng ta cũng đem tất cả những phương pháp mà mình làm để hồi hướng đến tất cả chư thiên, những bậc thiện thần hộ pháp, những đệ tử Phật, những vị có lòng tin với Tam Bảo. Xin các ngài tùy hỷ phương pháp mà chúng ta tạo, hộ trì Phật Pháp được trường tồn, và mỗi buổi chúng ta những người con Phật luôn được nhiều cái sự hộ trì của chư thiên trên mới được tu tập cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cũng xin phát nguyện rằng do tất cả những cái phước báo mà chúng ta đã làm, xin tạo thành một cái thiện duyên rất lớn để chúng ta có hữu duyên, hữu phúc, hữu hạnh gặp được chánh pháp, được diện kiến chư Phật trong tương lai nếu chúng ta chưa giải thoát, và đồng thời chứng đắc được thánh quả, thánh trí, chứng đạt được sự giác ngộ giải thoát mà Đức Phật và các vị thánh đệ tử đã đi. Sau cùng xin được kính trân chư tôn đức đã vào rung để chia sẻ xuyên suốt trong thời gian tuần lễ vừa qua. Kính tịnh lễ quý ngài. Thân chào tập quý Phật tử. Ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại với chương trình bình thường của lớp Phật Pháp của Gautama. Và ngày mai chúng ta sẽ có môn Thắng Pháp Phổ Thông. Và chúng tôi là vị giảng sư đảm được chương trình ngày mai. Thân chào tạm biệt. Chúc tất